Quý vị và các bạn thân mến, trong thời điểm dịch sốt xuất huyết vẫn đang có những diễn biến phức tạp, các gia đình hiện rất quan tâm tới việc sử dụng các loại thuốc hạ sốt trên thị trường hiện nay. Ngày hôm nay, chuyên mục Vì sức khỏe mỗi ngày sẽ giới thiệu đến quý vị về loại thuốc hạ sốt viên đạn. Thuốc viên đạn là một dạng thuốc hạ sốt được bào chế có hình dạng viên đạn hoặc hình thủy lôi dùng để đặt hậu môn. Loại thuốc này được dùng chủ yếu cho trẻ nhỏ nhưng cũng có khi dùng cho người cao tuổi trong những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc viên đạn không đúng cách cũng có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Khi trẻ sốt trên 38,5 độ C thì cần hạ sốt, tránh để tình trạng sốt cao kéo dài vì có thể dẫn tới co giật và các biến chứng khác sẽ rất nguy hiểm. Để hạ sốt, có hai cách dùng thuốc là đường uống và đặt hậu môn. Có nhiều bé, đặc biệt là các bé bị sốt do viêm VA, amidan, viêm họng, không chịu uống, uống thuốc hay bị nôn. Do vậy, giải pháp kịp thời để hạ sốt cho trẻ tại gia đình là dùng thuốc đặt hậu môn. Ưu điểm của thuốc viên đạn hạ sốt. Thuốc viên đạn hạ sốt thường chứa paracetamol ở các liều lượng khác nhau, có khả năng tan chảy ở nhiệt độ cơ thể 37 độ C. Hệ thống tĩnh mạch trực tràng rất dày, lưu lượng máu tuần hoàn khá lớn nên sự hấp thu thuốc qua đường này rất tốt. Đặc biệt, tĩnh mạch trực tràng đi thẳng vào tuần hoàn chung, không qua gan nên dùng thuốc theo đường này có hiệu quả cao và giảm gánh nặng cho gan trong việc thải độc. Việc sử dụng thuốc đạn giúp tránh được tương tác với bộ máy tiêu hóa, đặc biệt ở những bệnh nhi đang sốt và bị tổn thương ở đường tiêu hóa. Khi dùng viên đạn hạ sốt không bị ảnh hưởng khi trẻ bị nôn ói hay co giật, hiệu quả nhanh hơn uống. Dùng viên đạn hạ sốt sao cho an toàn. Thuốc phải được bảo quản ở nhiệt độ lạnh, nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2 độ C đến 8 độ C. Bóc thuốc ra phải nhét ngay vào hậu môn vì rời lớp vỏ, thuốc dễ tan nhanh. Không được cho trẻ dùng đồng thời cả thuốc đặt và thuốc uống cùng chứa paracetamol, dễ bị quá liều. Mỗi ngày không nên dùng thuốc đặt hậu môn quá 2 lần và nên xen kẽ giữa các lần dùng thuốc uống và thuốc đặt để đảm bảo việc hạ sốt cho trẻ. Không dùng thuốc viên đạn hạ sốt với trẻ bị dị ứng paracetamol, có bệnh nặng ở gan, bị viêm da vùng hậu môn, trực tràng, chảy máu trực tràng, bị tiêu chảy.